Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 29 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã kết thúc. Với Bắc Bộ, sang tới ngày hôm nay, trên toàn khu vực trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Do vậy, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, phổ biến từ 31 cho tới 33 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao 34 độ, nhưng trời sẽ có cảm giác nóng bức vào thời điểm trưa và chiều. Từ đêm ngày 30 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10, khu vực có thể đón một đợt mưa mới. Tuy nhiên, nhận định đợt mưa này có lượng không quá lớn và chỉ tập trung vào chiều tối và đêm. Với miền Trung, thời tiết tạnh giáo quay trở lại là thông tin tích cực với người dân khu vực. Trời sẽ có nắng từ sớm, mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, dao động trong ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ. Tuy nhiên, từ sau 15 giờ trở đi, cường độ nắng giảm, nhiệt độ cũng hạ dần và trời chuyển mát. Dự báo trạng thái ít mưa nắng nhiều còn duy trì ở Trung Bộ cho đến hết những ngày cuối tháng 9. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam suy yếu, vì thế trong chiều tối nay mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Riêng đối với khu vực miền Tây của Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông. Còn trong ngày thì trời có nắng sớm, thời gian nắng dài hơn, cường độ nắng cũng mạnh hơn. Vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng. Tại Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk hay là Đắk Nông sẽ có mức nhiệt từ 31 cho tới 33 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cũng sẽ tăng lên mức từ 33 cho tới 34 độ. Sau đây là tin cập nhật về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Thưa quý vị và các bạn, qua quan sát trên mô hình dự báo của Trung tâm Dự báo Hải quân Hoa Kỳ, trong những ngày đầu tháng 10, một vùng áp thấp mới sẽ bắt đầu hình thành trên khu vực vùng biển thuộc hải phận Philippines. Dự kiến đến 0 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc, 129,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Nam Philippines. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Philippines. Đến 0 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đất liền các tỉnh Trung Philippines. Sau khi đổ bộ, trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tiến vào biển Đông nước ta và trở thành cơn bão số 7 với tên gọi là Lionbrook. Đến 0 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông. Trong những ngày qua, mô hình dự báo đã cập nhật rất nhiều lần, nhưng trung tâm này vẫn đưa ra nhận định rằng sau khi đi vào Biển Đông, gặp điều kiện thuận lợi, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm và hướng về đất liền của nước ta. Mặc dù thời gian dự báo còn khá xa, độ chính xác vẫn chưa cao, vẫn cần có thêm thời gian để khẳng định chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định đưa tin cảnh báo sớm để bà con có thể chủ động ứng phó với bão trong trường hợp xấu nhất là bão đổ bộ vào miền Trung với cường độ mạnh. Mô hình dự báo bão sẽ còn thay đổi trong những ngày tới. Tuy vậy, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này trong các bản tin hàng ngày. Quý vị quan tâm, nhớ nhấn đăng ký kênh và chú ý đón xem.